Đây là cảnh siêu thị vào buổi trưa. Bây giờ là 1:30. 1:30 trưa ngày 8 tháng 7. Đây rau quả củ cũng còn nhiều nè. Tí bắp cải, cải thảo, bí đỏ, bí xanh cũng còn, nói chung là mọi thứ cũng còn, thực phẩm là gì siêu thị có đầy, không lo. Bí đỏ trái bự nè, bí đỏ trái nhỏ nè, trời bắp cải là đầy nhấp, rau nè. Đây quầy rau bí, dưa leo. Đây trái cây cũng còn nhiều, chuối, bơ, dưa hấu, cam. Rồi là còn nhiều lắm, không có gì phải lo thức ăn nè. Quá trời thực phẩm nè, này lo gì. Đây nè, đóng hộp đây nữa nè, quá trời nè, mực luôn, tôm luôn, lát luôn, mực luôn, mực gì mà nó bự thế này. Đó gà nguyên con, đùi gà, đùi heo, bao la, sườn nữa nè. Đây là kênh YouTube Long Mập 83, Nguyễn Thành Long đứng tên. Hồi xưa học lớp 12 lớp 4 đấy. Đại học là khóa 4, XD04. Thịt này thịt nạc, da heo, đông lạnh, giò. Rồi thịt heo tươi trong này là cũng đầy nắp nè. Xương đuôi đúng không? Hấp nè, rau la, thời đại hiện đại rồi không thể nào mà thiếu lương thực thực phẩm được. Gà, rồi cái này là cái khu bên thực phẩm tươi.